si, nơi truyền tranh Pháp Thích Ca. Đèn chân lý rạng ngời tỏa khắp mười phương, minh đăng quang chung đạo cơ si hoàng dương. Minh đăng quang chân truyền y bát ba đời, trong hân hoan chúng ta ca vang đón chào. Đêm tình vui sáng soi về trong nhân thế, minh đăng quang tiếp nối Phật Đà từ xưa. Mười phương pháp giới đạo vàng thơm tỏa ngát hương, đèn chân lý đèn truyền truyền thật si Việt Nam. Hành khất sĩ nội truyền tranh Pháp Thích Ca, đèn chân lý rạng ngời tỏa khắp mười phương. Minh đăng quang chung đạo khất sĩ hoàng dương, minh đăng quang chân truyền y bát ba đời. Trong hân hoan chúng ta ca vang đón chào, đem tin sáng soi về trong nhân thế. Minh đăng quang tiếp nối Phật Đà hướng xưa, mười phương pháp giới đạo vàng thơm tỏa ngát hương. Đèn chân lý viên truyền khất sĩ Việt Nam, minh đăng quang muôn đời ghi nhớ ơn người. Hành khất sĩ nhìn màu diệu pháp tâm, soi đường thế nhân. Tổ sư minh đăng quang là ánh sáng soi đường thế trần. Cách sống ngài dạy sống chung với nhau, giúp nhau cùng học thánh cao, thánh cao, thánh cao. Tổ sư minh đăng quang ơi, con hướng về đức ngài. Tổ sư minh đăng quang ơi, chúng con dư giới thanh trai, cùng chúng tinh tấn hôm nay
vun trồng cội đức dày sâu. Hương bay, hương bay, hương bay. Ô về nắng đẹp bình minh rạng ngời, ngày tổ khuất bóng mắt lệ sương đàn lũ linh, vô dư cảnh giới thanh thang, thanh thang dùng rơi cát bụi sen vàng ngát hương. Tổ sư mình đăng quang là ân đức ghi lòng chúng con. Tổ sư mình đăng quang là hạnh phúc no vui pháp lành, trái tấm lòng về chúng sanh, chúng con hết dạ phụng hành, đồng thành kính lạy tưởng niệm tổ sư mình đăng quang. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch Thượng Tọa Chủ Trì Thiện Viện Tổ Đình Minh Quang cùng chư Tôn Đức Tăng Ni. Hôm nay 10 tháng 3 năm 2024 nhằm mùng 1 tháng 2 năm Giáp Thìn là ngày lễ tưởng niệm 70 năm Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng. Kính bạch chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, năm nay lễ được tổ chức tại Tổ Đình Thiền Viện Minh Quang, Sydney. Giờ này đạo tràng trang nghiêm và thanh tịnh, chúng con kính thỉnh quý ngài quang lâm chánh điện để chứng minh cho buổi lễ được long trọng và viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
mở đầu cho buổi lễ, chúng con kính cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng hướng về Kim Thân Đức Phật, Đức Tôn Sư đảnh lễ và niệm Phật cầu gia bị. Kính thỉnh Thượng Tọa khởi xướng. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con kính cung thỉnh chư Tôn Đức an tọa. Và kính mời quý Phật tử đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang. Kính bạch Hòa thượng Thượng Tọa chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hàng năm cứ đến ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch, toàn thể tăng ni, Phật tử, hệ phái khất sĩ đồng nhất tâm hướng về Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang, người khai sáng đạo Phật khất sĩ Việt Nam, để bày tỏ lòng tri ân và ôn lại cuộc đời đạo nghiệp của Ngài. Hình ảnh một vị sư ngày ngày khất thực khắp các thôn làng từ miền quê đến thành thị, đã để lại cho hậu thế sự nghiệp hành đạo sáng ngời, kết hợp hài hòa giữa hai truyền thống Nam Bắc Tông Phật giáo, lập nên một tông phái mang tính biệt truyền, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam. Trải qua 10 năm hành đạo hóa duyên, từ năm 1944 đến năm 1954, người đã hiện hữu trong hình bóng trang nghiêm của một sứ giả Như Lai, hoằng truyền giáo Pháp, thành lập đạo tràng tiếp tăng độ chúng, thiết nghĩ ăn đức sâu dày của Đức Tôn Sư mà hàng môn đồ đệ tử và hậu thế thọ nhận là sự xả thân, học đạo của Ngài, tinh thần tha phương tầm cầu chân lý, sự nỗ lực tu tập đến chứng đắc chân lý, đúng với chân lý Phật Đà. Pháp bảo cao quý của Ngài để lại là bộ chân lý gồm 69 tiểu luận, để mọi học trò, đệ tử trong hệ phái tiếp nhận và hành theo, không ngoài đại nguyện vì lợi ích an lạc, hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Ngày 1 tháng 2 năm Giáp Ngọ năm 1954, Ngài thọ nạn và vắng bóng cho đến ngày nay là ngày 1 tháng 2 năm Giáp Thìn 2024, tròn 70 năm. Kể từ đó, mỗi năm hàng môn đồ đệ tử đến ngày này đều cầu hỏi về một chú sở, để tưởng niệm, bày tỏ hiếu tâm, thực hành hiếu hạnh. Hôm nay, Chủ nhật, ngày 10 tháng 3 năm 2024, nhằm ngày mùng 1 tháng 2 năm Giáp Thìn, chư Tăng Ni và Phật tử Tổ Đình Minh Quang, không ngoài lý do trên, cùng chung tay góp sức làm trang nghiêm trọng thể lễ tưởng niệm như một nén tâm hương dâng lên cúng dường Đức Tổ Sư. Nam mô thì hiện y bát chân truyền Tổ Sư Minh Đăng Quang Bồ Tát Ma Ha Tát. Trước khi vào buổi lễ chính thức, chúng con xin mạn phép được thông qua chương trình như sau: 1. Phật tử văn tập về tổ đình. 2. Chư Tăng Ni khắc thực hóa duyên. 3. Cung nghinh chư Tôn Đức Tăng Ni. 4. Niệm Phật cầu gia bị. 5. Tuyên bố lý do và thông qua chương trình. 6. Giới thiệu chư Tôn Đức. 7. Dâng hoa cúng dường. 8. Cung tuyên tiểu sử Đức Tôn Sư. 9. Phật tử đại diện các ban dâng phẩm vật cúng dường. 10. Phật tử đọc lời cảm niệm. 11. Khóa lễ cầu nguyện. 12. Lời khuyến tấn của Thượng Tọa chủ trì. 13. Cảm tạ, chụp hình lưu niệm và hoàn mạng. Chứng minh và tham dự buổi lễ hôm nay, chúng con cung kính giới thiệu Hòa thượng Thích Minh Hiếu,
vì Phật sự ở Việt Nam nên không thể hiện diện hôm nay. Kính xin Hòa Thượng chứng minh từ xa. Chúng con xin cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Minh Hội, trụ trì Tổ đình Minh Quang, Sydney. Chúng con cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Minh Thường, Thiền viện Minh Quang, Perth. Chúng con xin cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Minh Hoa, trụ trì Tịnh Xá Hoa Lâm, Mỹ Quốc. Chúng con cung kính giới thiệu Ni sư Thích Nữ An Hiếu, Tịnh Thất, Tịnh Pháp Quang, Sydney. Chúng con xin cung kính giới thiệu Ni sư Thích Nữ An Thảo, Tịnh Thất, Tịnh Pháp Quang, Sydney. Chúng con cung kính giới thiệu Ni sư Thích Nữ Thảo Liên, Tịnh Xá Thanh Lương, Sydney. Chúng con xin cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Thảo Liên, Thiền viện Minh Quang, Brisbane. Chúng con cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Phương Ngân, trụ trì chùa Bát Nhã, Brisbane. Chúng con xin cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Thành Liên, Tịnh Xá Minh Đăng Quang, Sydney. Chúng con cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Thuận Liên, Thiền viện Minh Quang, Sydney. Chúng con cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Hạnh Liên, Tịnh Xá Thanh Lương, Sydney. Chúng con cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Chí Hiền, Sydney. Chúng con xin cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Như Liên, Thiền viện Minh Quang, Adelaide. Chúng con cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Huệ Minh, trụ trì chùa Hương Văn, Lan Nhã, Sydney. Chúng con cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Hạnh Liên, Thiền viện Minh Quang, Sydney. Chúng con cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Phẩm Liên, Thiền viện Minh Quang, Sydney. Chúng con cung kính giới thiệu Nico Thích Nữ Thảo Liên, Thiền viện Minh Quang, Sydney. Đồng thời, chúng tôi cũng xin trân trọng chào đón các Phật tử đồng hương đã trở về tổ đình tham dự buổi lễ hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ta bà một thuở ra đi, hạt vàng cắt cánh tay quy nhẹ nhàng, bát cơm ngọc tấm lòng vàng, hương hoa lễ nhạc cúng dường tôn sư. Mở đầu chương trình là tiết mục dân hoa cúng dường lên mười phương chư Phật và tổ thầy của các em trong Bồ Đề Minh Quang. Thân mời các em. Con xin Bồ Tát
và biên đạo múa Bồ Đề Minh Quang. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo chương trình, thay mặt chư tôn đức tăng ni và Phật tử, Thượng tọa Thích Minh Hoa sẽ cung tuyên tiểu sử Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang. Xin kính thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch năm Giáp Thìn, cũng là ngày tưởng niệm 70 năm Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang vắng bóng. Con tỳ kheo Thích Minh Hoa xin được đại lao chư tôn đức tăng ni tuyên đọc sơ lược tiểu sử Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang. Sơ lược tiểu sử Tổ Sư Minh Đăng Quang. Thân thế và thời niên thiếu, Tổ Sư Minh Đăng Quang, thế danh Nguyễn Thành Đạt, tự Lý Hường. Sinh lúc 10 giờ tối ngày 26 tháng 9 năm 1923 tại làng Phú Hậu, tỉnh Tổng Bình Phú, quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, miền Nam Việt Nam. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Tồn Hiếu và cụ bà Phạm Thị Tỷ Tự Nhàn. Cụ bà qua đời năm 1924, ngài được thân phụ và kế mẫu Hà Thị Song nuôi dưỡng. Ngài là con út trong một gia đình thuần lương đạo đức. Năm 13 tuổi, ngài tốt nghiệp sơ học Pháp, nay là tiểu học. Ngài từng xin thân phụ xuất gia học đạo, nhưng thân phụ không đồng ý. Thở nhỏ, ngài tỏ ra thông minh và phong thái khác thường hơn những bạn cùng trang lứa. Con đường xuất gia, thử thách đạo quả. Năm 1937, vừa tròn 15 tuổi, ngài rời Việt Nam đến Campuchia theo học đạo với một vị thầy nổi tiếng đạo Pháp cao siêu. Năm 1941, sau 4 năm học đạo, ngài trở về Việt Nam lập gia thất với cô Kim Huê và có một người con gái tên Kim Liên. Sau khi sanh, Kim Huê qua đời và 3 năm sau, Kim Liên cũng giả từ trần mộng. Bài học vô thường, đoạn trường phải chăng là bài học vi diệu đã giúp duyên cho ngài dấn thân vào con đường giải thoát? Nhiều lần ngài vào hang núi ẩn tu tại vùng Thất Sơn, đồng thời nghiên cứu giáo pháp Nam Bắc Tông Phật giáo. Ít lâu sau, ngài xuống núi qua Hà Tiên lần ra Phú Quốc, nhưng đến nơi thì bị trễ tàu. Tại vùng Mũi Nai Hà Tiên, ngài ngồi tham thiền nhập định 7 ngày đêm. Một buổi chiều nọ, nhìn cảnh trời nước bao la, những chiếc thuyền nhấp nhô, ngài bỗng nhiên giác ngộ. Năm đó, ngài tròn 22 tuổi. Sau đó, ngài trở lại vùng Thất Sơn, ẩn tu và tiếp tục. Và tự phát nguyện thọ trì y bát khất sĩ, hành trì tứ ê pháp theo tinh thần. Một bát cơm ngàn nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xanh trong trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Thuyết pháp và truyền đạo. Năm 1946, có người nhìn thấy đạo phong của ngài nên thỉnh ngài về Linh Bửu Tự, làng Phú Mỹ, tỉnh Mỹ Tho. Thời pháp đầu tiên của ngài là thuyền Bát Nhã vào ngày rằm tháng 4 năm 1947 tại Linh Bửu Tự. Nơi đây ngài tiếp độ tăng ni và Phật tử, thành lập đoàn du tăng khất sĩ với phương châm nối truyền Thích Ca chánh pháp với pháp hiệu là Minh Đăng Quang. Ngài khéo dung hợp tư tưởng giáo lý của hai tông phái Phật giáo, đưa ra con đường trung đạo giúp cho nhân loại nhận ra chân giá trị của đạo Phật. Những thời pháp của ngài được lưu lại trong bộ Chân Lý gồm 69 tiểu luận. Chư tăng ni theo ngài bấy giờ có hơn 100 vị, Phật tử tại gia có hơn vạn người.
Tịnh xá thành lập có 20 ngôi. Ngày 1 tháng 2 năm Giáp Ngọ, trên đường đi từ Vĩnh Long qua Cần Thơ, Ngài thọ nạn tại cái vồn Bình Minh, một số người lạ bắt Ngài đi biệt tích. Suốt 70 năm qua, hàng môn đồ đệ tử của Ngài luôn kính nhớ một bậc tổ sư từ bi trí tuệ, siêu phàm. Tuy Ngài vắng bóng, nhưng những lời dạy minh triết của Ngài trong bộ chân lý là kim chỉ nam cho bao thế hệ tiếp bước. Đạo tràng Tịnh xá ngày nay lan rộng khắp nơi, từ Nam ra Bắc và các vùng khắp cả châu lục, với hàng trăm ngôi tịnh xá, hàng vạn tăng ni và hàng triệu tín đồ Phật tử. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính tri ân phần tuyên đọc tiểu sử vừa rồi của Thượng Tọa. Tiếp nối chương trình là phần văn phẩm và cúng dường. Giờ này chúng tôi xin trân trọng kính mời quý Phật tử đại diện các bang tiến lên phía trước để văn phẩm vật. Xin toàn thể quý vị cho tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Tiếp theo đây là lời cảm niệm của chị Diệu Hòa. Kính mời chị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời, kính lạy chư lịch đại Tổ sư Tiền Hiền, kính lạy Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang, kính bạch chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, kính thưa quý đạo hữu Phật tử. Hôm nay, ngày 10 tháng 3 năm 2024, nhằm ngày mùng 1 tháng 2 năm Giáp Thìn, để tưởng niệm 70 năm ngày Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang vắng bóng, chúng con xin thành kính đốt nén tâm hương, dâng lên Đức Tôn Sư lòng tưởng nhớ không nguôi công ơn Thầy Tổ. Con nhớ mãi công ơn Thầy Tổ, vì chúng con dạy dỗ vẹn bề, diệt tham đoạn lận trừ mê, dắt qua bể khổ quay về bờ chân. Kính thưa chư liệt vị, thật là phước duyên lành cho chúng con được tu học, tăng trưởng phước huệ trong giáo pháp khất sĩ của Đức Tổ Sư. Chúng con làm sao quên được cuộc đời và đạo nghiệp của Đức Tổ Sư đã được Hòa Thượng Viện Chủ trùng tuyên. Chúng con vô cùng cảm kích tấm gương đạo hạnh cao quý của Ngài. Thời gian hiện diện của Đức Tổ Sư ở cõi đời ô trọc này chỉ vỏn vẹn 32 năm. Với 10 năm hành đạo, và Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam ra đời trong hoàn cảnh nhiễu nhương, loạn lạc của đất nước. Chiến tranh lâu dài, nghèo nàn lạc hậu, người dân quê Việt Nam sống trong cảnh sống xa ánh sáng văn minh đô thị, hầu như bị lãng quên. Họ luôn bị khủng hoảng, mất phương hướng, và trong thời kỳ đen tối đó của dân tộc, đã có nhiều đạo giáo xuất hiện. Nhưng Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam đã được khai sáng bởi một trí tuệ tuyệt vời, Sư trưởng Minh Đăng Quang. Vâng,
đúng như tên gọi của Người. Minh Đăng Quang bóng an lành, Minh Đăng Quang ngọn đèn linh Ta Bà. Kính thưa chư vị, Đạo Phật Khất Sĩ được thành lập với tôn chỉ nối truyền Thích Ca chánh pháp, tiếp nối con đường trung đạo của Đức Phật, và nhờ vậy đã dung hòa được tôn chỉ của hai tôn giáo, của hai tông phái Nam truyền và Bắc truyền, để có con đường trung hòa của Đạo Phật dẫn dắt chúng sanh. Sự hiện diện của Đức Tổ Sư tuy ngắn ngủi nhưng Ngài đã để lại cho đời biết bao nhiêu lợi ích lớn lao. Hình ảnh Người Khất Sĩ trong chiếc huỳnh y ôm bình bát đi hóa duyên trang nghiêm, nhiếp tâm cầu nguyện, gieo hạt giống bồ đề cho chúng sanh nương nhờ, đã làm sống lại hình ảnh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni ôm bình bát cùng chư Thánh Tăng đi hóa duyên mấy ngàn năm trước, đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi tầng lớp dân chúng. Đức Tổ Sư dạy: xin vật chất để nuôi thân, xin tinh thần để nuôi trí. Đời tăng sĩ chính là đời khất sĩ, không vì mình mà chẳng lụy vì đâu, sống vì tha trong chân lý nhiệm màu, xin là để kết thân tình vạn loại. Kính thưa chư liệt vị, từ khi mới thành lập, Tổ Sư đã phát họa một định hướng về tổ chức tăng già rất thực tiễn và đặc thù, là nên tập sống chung tu học. Sống là cái sống chung, học là học chung, tu là tu chung. Đây là thể hiện tinh thần tam tụ và lục hòa của nhà Phật. Đối với hàng tăng sĩ, Ngài dạy giữ thân trong suốt là sứ Phật, giữ thân trong sạch là sứ Phật, giữ miệng trong sạch là pháp Phật, giữ ý trong sạch là con Phật. Lại phải giữ gìn y bát, giáo pháp, giữ gìn giới luật như giữ con mắt của chính mình. Có như vậy, đời sống tu học của người con Phật sẽ ngày một thăng hoa. Mỗi bước chân là một đóa sen, thấm nhuần chân lý, sáng hoa đèn. Bừng lên chân lý ngời ngời sáng, mỗi bước chân là một đóa sen. Đối với người đệ tử tại gia, cuộc sống còn nhiều bận rộn với gia đình và sinh kế. Để cuộc sống được an vui hạnh phúc ngày dậy, không lấy để trừ tham, không làm để tự tránh ác. Để tăng trưởng căn lành và vun bồi phước đức, ngày dậy phải học đạo và làm điều thiện. Để không bị phạm pháp và diệt dốt, Ngài khuyến khích người dân phải học chữ. Để giáo lý Phật Đà được người dân dễ tiếp thu, tất cả những bài pháp của Ngài và kinh điển Phật giáo đều được lưu hành bằng tiếng Việt. Như thời xưa, Đức Phật đã khuyên các thầy tỳ kheo đi truyền pháp nơi đâu thì nên giảng pháp bằng ngôn ngữ của địa phương đó, để người dân dễ tiếp nhận. Và vẫn như lời Phật dạy: này các tỳ kheo, các ông hãy chia nhau đi khắp các nơi, hoằng truyền bí giáo pháp của Như Lai. Kính thưa chư liệt vị, đúng như vậy, bước chân hoằng hóa của Đức Tổ Sư và đoàn du tăng khất sĩ đã theo Ngài loan tỏa khắp mọi miền đất nước Việt Nam. Và ngày nay, tuy Đức Tôn Sư vắng bóng đã lâu, nhưng những đệ tử khất sĩ chân truyền của Ngài đã y theo lời Ngài để giáo pháp khất sĩ được loan truyền khắp nơi trên toàn thế giới. Đạo tràng giữ khắp nơi nơi, pháp âm loan tỏa khắp chốn, đâu đâu cũng thấy bóng dáng người khất sĩ y vàng. Kính thưa chư liệt vị, 10 năm hành đạo của Đức Tổ Sư tuy không lâu so với thời gian, nhưng công hạnh của Ngài đối với đời rất lớn. Bộ chân lý gồm 69 phẩm mà Ngài lưu lại cho thế gian là cả một gia tài giáo hóa to lớn, vừa đơn giản vừa dễ hiểu, thấm nhuần chân lý Phật Đà mà chúng đệ tử phải giữ gìn để hành trì trong suốt cuộc đời theo con đường Phật dạy. Từ ngàn trước, bao người giống ruổi, nay chúng này đến tuổi chúng ta. Con đường, con dòng hưởng lấy tài gia, đuối nhìn sự nghiệp thương cha công trình. Càng rộng lớn đến ninh đồ sộ, là người xưa lao khổ lập công, tìm ra được ánh đạo vàng, nhọc nhằn một kẻ vẻ vang mua người.
ngưỡng bái bạch Đức Tôn Sư. Đã 70 năm kể từ ngày Tôn Sư vắng bóng, nhưng ngọn đèn chân lý của Ngài vẫn được chư Tôn Đức Khất Sĩ, chư trưởng lão ở nhiều thế hệ kế thừa, dõng mạnh lèo lái con thuyền chánh pháp, vượt qua bao mưa gió bão táp, bao sóng gió gập ghềnh, vẫn giữ vững niềm tin và khơi sáng ngọn đèn chân lý, để chúng con được thắp sáng mãi niềm tin, nối truyền chánh ca, chánh pháp. Hào quang của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ, mãi mãi muôn đời vẫn huy hoàng soi sáng, thánh thiện để dẫn dắt chúng con. Dù đã trải qua mấy mươi năm biển biệt xa vắng Đức Tôn Sư, nhưng chúng con không hề xa vắng, và nguyện đời đời ghi nhớ trong tâm khảm hành trạng to lớn của Ngài, làm tấm gương soi sáng cho chúng con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang Thủy Từ Chứng Giám. Một đời vì Pháp độ sinh, quyết noi theo tấm gương lành Phật trao, cho đời vơi nỗi sầu đau, khuôn vàng thước ngọc thấm sâu lý huyền. Nay duyên lành đã đến, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Thích Minh Hội ban đôi lời pháp nhũ theo chân lý Tổ Sư, để chúng con có thể áp dụng trên bước đường tu nhân học Phật. Chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời. Kính lạy Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang. Kính thưa chư Tôn Đức Tăng Ni cùng các Phật tử hiện diện trong buổi lễ ngày hôm nay. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 2 năm Giáp Thìn vừa qua, chư thiện nam tín nữ đã dâng hương hoa phẩm vật cúng dường đến mười phương chư Phật và đến Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang. Thầy thay lời chư Tôn Đức Tăng Ni chứng minh tấm lành, tấm lòng hiếu kính Phật Pháp, hiếu kính Tổ Thầy. Các vị đã đem hết tâm thành dâng phẩm vật cúng dường, nguyện cầu mười phương chư Phật, chư Thánh Tổ, Đức Bồ Tát Quan Thế Âm thì từ chứng minh ban phước lành cho hết tất cả các Phật tử nơi đây cùng gia quyến thân tâm thường lạc, bồ đề tâm kiên cố trên bước đường tu nhân học Phật. Theo tự giới thiệu của ban MC thì hôm nay thầy chỉ có đôi lời chứng minh phúc lành cho các Phật tử, và kế tiếp sẽ nhường lời lại cho Thượng Tọa Thích Minh Hoa đã 13 năm quay trở lại Úc Châu. Nhân dịp này cũng là ngày kỷ niệm Tổ Sư Minh Đăng Quang lần thứ 70, và giờ này Thượng Tọa Thích Minh Hoa sẽ thay mặt chư Tôn Đức Tăng trong ngày hôm nay để khuyến tấn các Phật tử. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn Thượng Tọa Trụ Trì đã cho con có cơ hội thăm các Phật tử. Thưa quý vị, Sư đã trở lại thiền viện này sau 13 năm lưu lạc. Nói cho vui, lẽ ra thì Sư ở đây và định cư ở Úc rồi, nhưng mà cái duyên đưa đẩy Sư sang Mỹ Quốc và cuối cùng định cư và trở thành công dân Mỹ ở đó. Người ta nói lá rụng về cội, thì Sư vẫn nhớ cái ân đức của Hòa Thượng và nhớ cái ân tình quý Phật tử, cho nên trở lại thăm viếng thiền viện hôm nay nhân cái dịp tưởng niệm 70 năm Đức Tổ Sư vắng bóng. Thì sẵn có cơ hội mình nhớ về những bậc Tổ Sư rất là
khả kính, và những điều mình học nơi tổ sư vô giá quý vị ơi. Tại vì kinh sách quý vị cũng biết rồi, đã trải qua nhiều cái giai đoạn khác nhau, và cái nguồn mà kinh chữ Hán Việt rồi chữ Pali á, rất là khó cho cái người không có quen. Tổ sư là một trong những người tiên phong Việt hóa kinh điển. Những lời dạy của Ngài là thuần là tiếng Việt hết, cho nên người Việt nào biết chữ đọc là hiểu liền. Đó là cái điều đặc biệt mà sư cảm nhận được và học được rất nhiều từ bộ chân lý của tổ sư. Vì sư cũng như các sư ở đây phần lớn là sinh sau khi mà Đức Tổ sư vắng bóng, cho nên không có được trực tiếp nghe Ngài chỉ dạy. Tuy nhiên, bộ chân lý là một kim chỉ nam, thưa quý vị. Đọc lại bộ chân lý thì chúng ta có cơ hội, chúng ta gần như là chúng ta đang nghe Đức Phật, Đức Tổ sư giảng cho mình như vậy. Mỗi một lời trong chân lý là một cái giọt cam lồ thấm vào trong tim, thấm vào trong tâm thức của mình, làm cho mình sống dậy hạt giống từ bi. Hôm nay quý vị biết là chân lý của tổ sư rất là thâm diệu, và chúng ta cả đời đi nữa cũng không thể nào mà học hết, mà hiểu hết được đâu. Tuy nhiên, hôm nay trong cái thời gian ngắn ngủi của cái buổi lễ, thì sư xin gửi đến quý vị một điều thôi. Quý vị nhớ một điều này, quý vị hiểu được tổ sư dạy cái việc gì. Quý vị nhớ giùm sư cái chữ tròn thôi. Ai có đọc chân lý thì mở đầu cho bộ chân lý đó là tổ sư nói về vũ trụ quan. Trong cái vũ trụ quan đó, tổ sư có nhấn mạnh cái chữ tròn. Và tổ sư nói câu thế này: dầu cho người dốt học tới đâu, hằng giữ sự tròn cũng thành công được. Sư nhớ mãi cái câu này. Nhớ mãi cái câu này. Và quý vị hãy nhớ mãi câu này, suy tư cho kỹ sẽ thấy tại sao hằng nhớ mãi chữ tròn thì dầu cho dốt học tới đâu cũng thành công. Quý vị thấy trong gia đình, các con mà nó ngoan làm tròn bổn phận làm con, người vợ làm tròn bổn phận làm vợ, người chồng làm tròn bổn phận làm chồng, vị thầy làm tròn bổn phận của người thầy. Ai ai đi nữa giữ cho tròn cái bổn phận mình thì tất nhiên chúng ta thành công, phải không? Phải không nè? Đó, cái nghĩa tròn nó là đạo lý. Ngoài cái việc mà chúng ta làm tròn trách nhiệm là một con người hay là một trách nhiệm của mình trong mỗi lúc, thì cái chữ tròn nó cũng mang một cái nghĩa sâu xa nữa. Đó là đạo lý, chân lý. Tại sao tổ sư lại mở đầu 69 bản tiểu luận mà tổ sư lấy cái đề tài là chân lý? Tổ sư không lấy cái gì, cái triết lý gì, cái câu gì cho thiệt đặc biệt, mà tổ sư chỉ để chân lý thôi. Đó là một cái điều nhắc nhở chúng ta. Chân lý của vũ trụ là vĩnh hằng, là tròn đầy. Làm sao con người sống cho nó tròn bổn phận, tròn đầy giống như chân lý là mình sẽ đạt được. Dù cho mình đứng hoàn cảnh nào đi nữa, tâm mình hằng giữ sự tròn đầy, viên mãn. Viên mãn, viên là tròn, nó tròn giống như mặt trăng như vậy đó. Cái tâm mình giữ tròn đầy như vậy đó, đó là đúng với chân lý. Mà ai sống đúng với chân lý, người đó sẽ có hạnh phúc, sẽ có an lạc, đi đúng hướng. Còn cái tâm mình nó cứ méo mó, gặp việc méo mó đủ thứ, đó là mình bị sai. Làm sao trong mỗi thời mỗi lúc hằng giữ sự tròn. Quý vị nào có niệm Phật rồi đó, niệm nhất tâm là quý vị đã tròn đó. Nam mô A Di Đà Phật, niệm nhất tâm đó là chúng ta đi một vòng tròn, phải không? Còn ai mà tu thiền đó, hít vào thở ra cũng vòng tròn, phải không? Ai trì chú cũng vậy, lặp đi lặp lại thường xuyên, cái tâm nó hằng hữu như vậy, đó là chúng ta thể nhập vào cái mà Đức Tôn Sư gọi là chân tâm Phật tánh của mình. Mình hằng sống được như vậy đó, mình khai mở được trí huệ, giúp cho mình tiêu tan những nghiệp chướng, giúp cho mình ngăn ngừa những thói hư tật xấu. Sở dĩ mình xấu, mình có những điều xấu xảy ra, đó là do cái tâm mình nó còn ô nhiễm, phải không? Tâm mình nó còn ô uế, nó chưa có tròn đầy.
bao giờ mình sống tròn đầy giống như những gì tổ sư dạy thì mình thể nhập được chân lý. Mình có thể gian truân trắc trở khó khăn sẽ có đó, nhưng mà giữ một niềm tin hằng giữ cái tâm mình tròn đầy, mình sẽ được thành công. Khó khăn rồi cũng qua, chân lý hằng giữ trong lòng mình thì lúc nào đi đâu ở đâu mình cũng có đạo, mình cũng có Phật trong lòng, thì không có sợ gian truân, không có sợ khó khăn, chỉ sợ mình không biết để cho tâm mình tròn đầy mà thôi. Trong thời gian ngắn ngủi, sư xin gửi quý vị chữ tròn, mong quý vị chỉ nhớ một chữ đó thôi là mình tu suốt cuộc đời mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn. Vừa rồi là lời khuyến tấn của Thượng Tọa. Phật tử chúng con xin thành kính tri ân và lãnh thọ pháp âm quý báu này. Nam mô A Di Đà Phật. Khóa lễ cầu nguyện đã đến. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa, chư Tôn Đức Tăng Ni khởi thân và toàn thể quý Phật tử đứng lên chắp tay trang nghiêm hướng về chư Phật Tổ Sư. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa khởi xướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời. Kính lạy Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang Thì Từ Chứng Giám. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 2 năm Giáp Thìn 2024 tại đạo tràng Tổ Đình Minh Quang đã long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Tôn Sư vắng bóng. Vào giờ này tất cả môn đồ không chỉ những ở tại đạo tràng Minh Quang mà khắp nơi trên thế giới, nơi nào có tịnh xá đạo tràng của đạo Phật Khất Sĩ thì nơi đó hàng môn đồ tứ chúng ngậm ngùi đốt nén tâm hương nguyện cầu Đức Tôn Sư luôn luôn phát lòng đại bi hội nhập ta bà để cứu độ quần sanh thoát khỏi khổ đau trong kiếp trầm luân trong cõi giới ta bà. Hôm nay tại đạo tràng Tổ Đình Minh Quang, chư Tôn Đức Tăng Ni cũng nhất tâm cầu nguyện. Thời kinh hôm nay cầu nguyện cho tất cả chúng sanh, kẻ âm được siêu, người dương thanh thới. Cầu nguyện cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ và tất cả đệ tử chúng con đều được an lành, mạnh khỏe và tinh tấn tu học noi theo gương hạnh của Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này cung thỉnh đạo tràng để quỳ xuống để chúng ta nguyện hương A Di Đà Phật. Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật. Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Hiện Thánh Tăng. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo án mây hương, vương vân cấm mười phương, cung dường ngôi tam bào. Nguyện trọn đời dư đạo theo tự tánh làm lành, cùng phạm giới chúng sanh cầu Phật tự gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố chi tu học vững bền, xả bê khổ nguồn mê trong vai về bến giang. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát.
Nam mô Ân Cúng Dường Bồ Tát Ma Tăng. Đấng Phá Vương Vô Thượng Ba Tội Chẳng Ai Bằng, Thầy Giải Thân Trời Người, Cha Lành Chúng Bốn Lợi Quý Tròn Bốn Niệm, Dân Sạch Nghiệp Ba Kỳ Sớm Dương Thân Ứng Kiếm Thông Cùng Tăng, Phật chúng sanh tánh thường rộng lòng đạo cảm tâm không thể nghĩ bàn, lê để cho quý đạo tràng mười phương Phật bảo quang sáng ngời, trước bảo tọa thân con ảnh hiện, cuối đầu xin thề nguyện quy chư tâm đàn lễ nam mô tận không phản giới hoa hiện vị lai thật phương chư Phật tôn pháp ai thanh tăng thường chỗ tam bồ. Chư tâm đành lễ nam mô ta bà do chỗ điều ngỡ bồn xưa tính ca mô ni Phật đương lai sanh gì lãng tôn Phật đại trí văn thù lại Bồ Tát đại hạnh phổ hiền Bồ Tát họ phá chữ tôn Bồ Tát linh sanh tượng Phật Bồ chí tâm đàn lễ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật đại bi quan thế Bồ Tát đại nguyện tam vương Bồ Tát tánh tình đại chúng Bồ Tát dân ơn giới ơn đền ơn
lạy Phật, kính lạy Phật từ bi cố thế, để đạo lành khổ tế chúng sanh trần gian kia đều tu hành, nhờ đèn kia huệ quang minh soi đường, lễ pháp cơ lại pháp là phương giải thoát, văn trang truyền đi ba từ xưa, ba tôi chân đất tiền tờ bảo vệ đơn ba và văn kia lệ tăng. Tất
Hê ya ta ba ta ba ma ta da ya ta ba ya ke ta ra ta da ya ta ba ma da ta ba na ra ka ye ma ma ra ya ta ba ma ma la ra ye ka ya nam mô a ra ra na ra ra ya ya nam mô a di đà ma lo kia đê thơ ma ra ya ta ma ta di ba đà ya ta ma ta di đô ma ra ra ba đà ya ta ma ta di đô đà dạ ta ba nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật khai kinh kệ vòi vòi không trên pha thầm sâu ở trong ngàn muôn kia có tìm cầu hôm nay nghe đặng chuyên trì niệm nguyện giải như nhiệm mầu các con thành kính nguyện lên cầu xin tam bảo ơn trên chứng lòng từ bi nhỏ xuống vơ phòng mà độ người tai nạn có phòng nghĩa thương con người tập bệnh đau thương thay điều hướng tổ miên trường bệnh nan nhớ người chịu lắm tội quan lòng tiêu tốn trái bệnh nan trở về với người nghĩa chớ để mê lòng tâm mộng tư tư về đảo điên trong tiêu trước môi vàng thiên hàng tâm định tánh mạnh hiền như xưa nhớ người bệnh hoàng giấy dơ nhớ phật lực sống chưa mạnh lành khó trong tất cả chúng sanh làm sâu vô biển đắc thành bình an người người tháo khỏi giấy quan tường thân vào liên sông tô cưỡng mô bà tiên hướng về tam bảo quê điểm mở khai minh tâm kiên tâm nhớ lại có vòng đau khổ ra ngoài trái quan cầu xin tam bảo phước an chứng lòng đệ tử cầu an đắc thành nam mô an là địa bồ tát nam mô cầu an là địa bồ tát nam mô cầu an là địa bồ tát để chúng giữa trang 173 173 tán tụng công đức giao chủ qua cuối đầu lại chưa bỏ hoàng chúc cầu giáo hội đạo tràng vĩnh yên ngồi xe giao chủ ngự yên đức ngài tột bậc ở trên cõi trần quán minh tương tốt vô cần nhân lành nhiều kiếp có phần tạo nên
mà chẳng qua cớ nào bên được chẳng ngàn lối bước lên nẻo lành sơ thân khổ hạnh tu hạnh mà lập nên giáo lý tự tình tìm ra nói chuyện chẳng quên tính ca hâm lần thế kỷ này là mơ phai quyền tu hiện ai hành theo đúng pháp giờ lai giáo truyền đâu còn thấy rõ cảnh yên xưa gia nhập đạo hoặc yên dứt nghĩa kẻ tăng người tục phân chia tăng vô chân mặt xưa kia thành bằng bồ kỳ mô pháp hồ tăng ngoài ra chẳng vắng mãi chẳng trong tâm mà những ngày ngày lại gian lâm ta đêm đèn nửa nam mở ra mở cõi già nam những người nhập thánh siêu phàm ít đâu đạo tràng bấy lâu lượt kiên trọn lập bơm tâu sĩ hiền mà nơi đây thế giới ô kiền không còn tham đắm chức quyền lợi danh mỗi người áo da một mình một mình ta đã có vô hành khắp nơi sáng ra biển giao đồ đời chưa về thọ tự sẽ thời thiên kinh chiều kia quán tưởng lặng thinh nửa đêm nhập định điểm linh ngân thần người tự giác ngộ độ thân gia tha độ thế dài dân tu trì nào đâu có tiếng thì phi nào lâm ly đau cầu chúng con khổ xa về lâu rủ nhau tìm đến cầu cầu giữa nước đạo vàng như ánh chiều dương thế chẳng như nửa đêm trường hỏi thăm bảo vệ sự mơ xa hầm mà ngày nay tình mong mưa đưa ngày với mưa tưởng chúng con mình đem về trời sớt đông vương đăng chế cao sơn chiều hoàng chiêu thế âm hàm phạm vật hiện nay hẳn cơ chuyển lưng vương trời vừa khỏi đoạn cao chiêu sáng hồng mở phổ anh hào quang soi vạn vật ngỡ đến đi qua lại biết bao mộng minh như hồng nhật lệ chúng tiên đăng nguyệt huỳnh quê chiêu hiệu huyền hoan huệ tiếng lô toàn thế giới hiền thân thiết ba đồ chánh nguyên xa như mặt nhật giữa trời tanh tỏ tử đèn trăng chiếu sắc bình hiền thân thiết ba đồ chánh sinh
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bát Nhã Tâm Kinh A Di Đà Phật. Bao nhiêu khổ anh cũng cùng đổ qua, này xa lại tự xét ra. Không là xa đó, xa là không đây, xa cùng không chẳng ca sai, không cùng sẵn như nhau thọ tưởng anh đó. Không không tướng ấy điều không tướng hình, không thân nhãn không chữa thanh, cũng không diệt cũng không sanh phá lập. Vậy nên trong cái trường không vốn không năm vẫn cũng không sáu trầm. Ba cùng bằng xa tên na từ không giới hạn mắng nhìn na đến không ý thơ vô minh cùng lòng thơ vô minh cùng bằng không ma hóa trả ba cho nhà không có gì không có tâm địa nào kia trí huệ chúng đã cùng về Bồ Tát nương thần thể năng mà thần không có cho ngài năng nên thần có cho bạn quan sợ gì đạo điện mau tự xa lìa biết bạn mới đến bên kia mới mở ba đời xưa đã thành chánh gia đã nhờ huệ năng trí huệ năng lớp vô cần đại minh vô thượng đại thần cao siêu trí huệ năng lượng có nhiều ở thở là thần chú trừ tiêu não phiền trí huệ năng lực vô biên dẫn đường giải thoát mà nguyện hòa hợp quyền một quyền lễ kính Như Lai hai quyền xứng tán công dạy Thế Tôn ba quyền tu bốn quyền sám hối nghiệp vô tội trần năm quyền thì lý công quân sáu quyền pháp luân độ đại nguyện tính Phật ở đời tam nguyện học Phật vì thời pháp minh chính quyền hằng thân chúng sơ mười nguyện tùng kinh công đa tuyệt vời xin đem mọi hướng thắng đằng xa chúng sanh văn giới ta bà mau về cõi Phật Di Đà Tây Thiên quyền tiêu tam chưa đạo quyền mà thiên thành biết tuyệt vời quyền ba nghe tội xa người quyền hành Bồ Tát.
nguyện về tịnh độ nước nhà, qua sen trên phẩm là cha mẹ mình, hóa khai ngộ pháp bồ sanh, bớ tôi bồ tát vạn lành, hồi hướng nguyện đem công đưa đàn, hồi hướng cho tất cả chúng con với chúng sanh đều chứng thành Phật và tam từ quý từ quý Phật, cầu cho chúng sanh hiểu rõ đạo lành, phát lòng vô thường từ quý pháp, cầu cho kinh luật hiểu rành, từ quý tăng cầu cho chúng sanh hiểu chúng đồng tình, chẳng hề trở ngại chúng sanh bỏ bia thể nguyện độ, phiền não vô tâm thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, Phật đạo vô tưởng thể nguyện thần. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quá Khứ Trang Nghiêm Kim Thiên Phật. Giữ tâm đảnh lễ Nam Mô Hiện Tại Hiện Kim Thiên Phật. Giữ tâm đảnh lễ Nam Mô Vị Lai Tịnh Tố Kim Thiên Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thượng Tọa Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lễ tưởng niệm Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang đến đây đã hoàn mãn. Thay mặt ban tổ chức, chúng con thành kính đảnh lễ và tri ân Chư Tôn Đức. Chúng con thành tâm kính chúc quý Ngài Pháp Thể Khinh An, Bồ Đề Nguyện Mãn, Phật Sự Viên Thành. Chân thành gửi đến toàn thể quý Phật tử xa gần lời tán dương công đức, nguyện cầu Đức Phật luôn gia hộ cho quý vị và gia đình thân tâm an lạc, vạn sự cát tường như ý. Sự hiện diện của quý vị đã góp phần cho buổi lễ hôm nay thêm phần trang trọng. Cung thỉnh quý Ngài, kính mời toàn thể quý vị đồng khởi tâm hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Giờ này cung thỉnh Chư Tôn Đức và quý Phật tử nán lại vài phút để cùng nhau chụp hình lưu niệm. Sau đó kính thỉnh Chư Tôn Đức trở về chai đường và thọ chai. Kính mời quý Phật tử ở lại để dùng bữa cơm chai thân mật với đạo tràng. Trân trọng kính mời quý vị.